các bạn đang nghe truyện ta đánh cắp dòng thời gian trên kênh TV Audio CV. Chương 535, giới thiệu bản thân. Đoàn trưởng Tân binh báo cáo, tiếp khách, lúc này, nữ tử đi trước hắn hô lớn. Nghe tiếng hô, đại sảnh ồn ào bỗng im bặt, sau đó một nam tử lực lưỡng có vết sẹo bên má trái đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía Mục Tinh. Ngay sau đó, trên mặt hắn nở nụ cười, ngồi xuống đây, giới thiệu bản thân trước đi một tinh nghe vậy không hề sợ hãi bình thản đến một chỗ trên ghế sofa đặt hành lý xuống rồi ngồi xuống một bên nhìn mọi người đang nhìn mình một tinh bắt đầu giới thiệu bản thân ta tên một tinh tốt nghiệp lớp chiến đấu ba học phủ tinh thành ta rất vinh dự khi được gia nhập chiến đoàn bạch lan lời giới thiệu của cô chưa nói xong thì bị đoàn trưởng cắt ngang quá cứng nhắc rồi ngươi đã gia nhập chiến đoàn của chúng ta tức là một nhà rồi cứ nói trọng điểm thôi đừng câu nệ cứ thoải mái mà nói. Đúng vậy, sau này chúng ta là một nhà rồi, đừng khách sáo. Mọi người hùa theo. Nhìn những người đang cười, sự câu nệ trong lòng một tinh giảm đi đôi phần, trên mặt nở nụ cười, bình thản nói ra suy nghĩ của mình khi gia nhập chiến đoàn lĩnh vực. Nghe xong lời cô kể, mọi người cũng bắt đầu giới thiệu bản thân. Ta tên Thác Diêm, là đoàn trưởng đương nhiệm của chiến đoàn Bạch Lan, người vừa đón ngươi là thư ký của chiến đoàn chúng ta, Diệp Nhất Thiến, phụ trách chiêu mộ tân binh và tiếp nhận nhiệm vụ. Những thành viên được giới thiệu đều cười gật đầu chào một tin. Còn một số thành viên hiện đang ở bên ngoài, lát nữa đợi họ về ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Nói xong, Thác Diêm cười nhìn một tin nói, tiếp theo hãy nói về đặc điểm năng lực của ngươi đi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một chức vụ trong đội. Đối mặt với câu hỏi, một tin không giấu giếm, lập tức nói năng lực của ta là cận chiến, sở hữu sức mạnh và khả năng phòng thủ cơ thể cực mạnh, những vết thương trên người cũng sẽ tự động lành lại trong thời gian ngắn. Ta hy vọng có thể nhận được một chức vụ tiền tuyến chủ lực trong đội. Nghe một tin nói mình có khả năng cận chiến cực mạnh, muốn có một vị trí chủ lực, mọi người không khỏi lắc đầu, đoàn trưởng Thác Diêm càng nói thẳng, một tin, người mới vừa tốt nghiệp, không có nhiều năng lực thực chiến, trước tiên hãy phụ trách hậu cần của đội đi. Hậu cần. Làm gì, một tin tò mò hỏi khi đội khám phá chiến trường lĩnh vực ngươi sẽ phụ trách mang thức ăn hoặc bảo vệ các thiết bị liên quan đến việc khám phá tài nguyên nhận ra mình bị coi thường cô không hề ngạc nhiên nhưng cô không có ý định giả heo ăn hổ cô gia nhập chiến đoàn lĩnh vực là để rèn luyện bản thân không phải để khiêm tốn nghĩ đến đây cô đứng dậy đi đến trước bàn trà ngồi xổm xuống nhìn các thành viên chiến đoàn bạch lan nghiêm túc nói bẻ tay không ha 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 ta thích tân binh này, thú vị quá, mới đến đã muốn khiêu khích chúng ta rồi, đúng là nghe con không sợ hổ. Về thực lực của một tinh, mọi người đều đoán được phần nào. Trong số những sinh viên tốt nghiệp học phủ, những người có thực lực đều đã bị các chiến đoàn hàng đầu chọn mất rồi, những tân binh phải tự đến nơi đăng ký tuyển quân thì có thể mạnh đến đâu. Nhận ra một tinh mới tốt nghiệp mà trong lòng lại có chút kiêu ngạo, đoàn trưởng thác diêm lập tức quay đầu nhìn người đàn ông lực lưỡng cao lớn đang ngồi bên cạnh nói giả ngưu chào đón tân binh của chúng ta đi đừng mà để tiểu long đi ta không muốn bắt nạt tân binh người đàn ông được gọi là giả ngưu lập tức lắc đầu nói ngươi đi là đi lúc này giả ngưu miễn cưỡng đứng dậy đi đến trước bàn trà ngồi xổm xuống nắm lấy tay phải của một tinh thân hình của hai người đặt cạnh nhau chênh lệch vô cùng rõ ràng căn bản không cùng một cấp độ. Ngươi dùng sức đi. Lúc này, giả ngư nhìn một tinh trầm giọng nói. Một tinh nghe vậy, không do dự, chỉ nhẹ nhàng ấn sang bên trái, giả ngư lập tức trợn tròn mắt. Nhận ra sức mạnh của một tinh rất lớn, hắn lập tức nín thở, cũng bắt đầu dùng sức. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Dù hắn có dùng sức thế nào cũng không thể đẩy cổ tay của một tinh đi một chút nào. Trong cuộc đấu sức, một tinh tỏ ra rất thoải mái, còn trên trán giả ngưu lại lấm tấm những giọt mồ hôi. Bàn trà chống ở khuỷu tay dưới sức đấu của họ cũng xuất hiện vết nứt. A, à, giả ngưu không cam lòng gầm lên một tiếng, dùng hết sức toàn thân. Lúc này, một tinh cũng chọn cách dùng sức, đột nhiên bẻ mu bàn tay của giả ngưu xuống bàn trà. Trầm, bàn trà sụp đổ dưới lực mạnh. Thấy cảnh này, mọi người đều trợn tròn mắt. Giả Ngưu là chiến sĩ tiền tuyến chủ lực số 1 trong chiến đoàn Bạch Lan, phụ trách bảo vệ, chịu thương và đột vây, sức mạnh trong đội là số 1 tuyệt đối nhưng lúc này hắn lại bị một tân binh dễ dàng đè bẹp. Xoa xoa cánh tay phải hơi đau nhức, Giả Ngưu cũng đầy vẻ kinh hãi, cũng nhận ra một tin nói mình có sức mạnh cực mạnh không phải là tự cao mà thực sự có thực lực đó. Lúc này, một tin quay đầu nhìn về phía đoàn trưởng Thác Diêm, đoàn trưởng, ta còn có thể dùng cách khác để chứng minh ta có năng lực đảm nhiệm chức vụ tiền tuyến chủ lực. Được, chứng minh cho ta xem. Lúc này, Thác Diêm tỏ ra rất phấn khích, cũng nhận ra chiến đoàn Bạch Lan đã nhặt được bảo bối. Có thể đối kháng thực chiến không? Đối mặt với câu hỏi của một tin, Thác Diêm lập tức gật đầu, được, chúng ta ra ngoài. Sau đó, mọi người vội vã đi ra khỏi phòng họp, đến một khoảng đất trống bên ngoài bên ngoài tuyết rơi dày nhưng mọi người đều có vẻ phấn khích giả ngưu làm lại lần nữa đối kháng thực chiến được lần này giả ngưu không từ chối lập tức gật đầu đứng vào giữa khoảng đất trống lúc này một tinh cũng đến giữa khoảng đất trống lúc này giả ngưu chủ động phát động tấn công bước tới hai bước đấm một quyền về phía một tinh bề mặt nắm đấm của hắn hiện lên ánh sáng đỏ nhạt những bông tuyết chưa kịp đến gần đã bị nhiệt độ cao tỏa ra từ nắm đấm làm tan chảy. Trầm. Một tinh không lùi lại, giơ tay trái đỡ cú đấm dùng sức này. Mặc dù là đối kháng thực chiến nhưng trong lòng một tinh cũng có nỗi lo riêng. Bây giờ cô vẫn chưa thể tự do kiểm soát sức mạnh của mình, sợ rằng có thể ra tay quá nặng. Đối diện là đồng đội tương lai, không phải kẻ thù nên cô chọn phòng thủ. Rút tay phải về, giả ngưu lại tiếp tục tấn công lần này là một cú đá ngang khí lửa đỏ trên cơ thể giả ngư bốc lên tuyết động xung quanh cũng bị sức nóng này làm tan chảy đối mặt với đòn tấn công một tinh giơ tay lên dễ dàng đỡ được sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái giả ngư trực tiếp bay ngược ra ngoài mẹ ơi tân binh này mạnh quá có người xem phát ra tiếng kinh hô rõ ràng là bị thực lực của một tinh làm cho kinh ngạc cuộc so tài vẫn tiếp tục giả ngư không cam lòng sau khi lộn nhào trên không trung rồi đáp xuống, ngọn lửa trên cơ thể trở nên ngưng tụ hơn, hắn nhìn về phía một tinh nói, ta sẽ tấn công toàn lực, ngươi cẩn thận. Một tinh nghe vậy, lập tức gật đầu. Tiếp theo, giả ngưu triển khai một đợt tấn công dữ dội mới. Nhưng bất kể hắn tấn công như thế nào, thậm chí sử dụng tuyệt kỹ tu thể áp đáy, cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của một tinh, đều bị một tinh hóa giải một cách dễ dàng theo một cách có vẻ vô cùng đơn giản khoảng cách giữa hai người rõ ràng như ban ngày. sau một hồi tấn công, giả ngưu thở hỗn hển vẫy tay, đại ca, ta không phải đối thủ của cô ấy, ta nguyện làm chủ lực số hai, nhường vị trí khiên thịt chủ lực cho cô ấy. nghe câu trả lời của giả ngưu, đoàn trưởng thác diêm đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời, lập tức gật đầu được. trong chiến đoàn lĩnh vực chính là như vậy, kẻ yếu lui, kẻ mạnh lên. dù sao chiến đoàn lĩnh vực không phải là chống danh lợi. Mỗi vị trí đều vô cùng quan trọng, điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất thực hiện của toàn đội, cũng liên quan trực tiếp đến tính mạng của tất cả các thành viên. Tất cả các vị trí chủ lực cốt lõi, người có năng lực sẽ đảm nhiệm. Mục Tinh đã có thực lực này, hắn lập tức quyết định để Mục Tinh đảm nhiệm vị trí khiên thịt chủ lực của đội này. Nghĩ đến đây, Thác Diêm nhìn về phía Mục Tinh nói, "Mục Tinh, tiếp theo ngươi sẽ đảm nhiệm vị trí chủ lực số một của đoàn ta nhưng trước đó ngươi phải theo giả ngưu học tập một thời gian đi tìm hiểu xem với tư cách là khiên thịt chủ lực cần phải làm những gì sau đó ta mới yên tâm để ngươi tiếp quản vị trí của giả ngưu nói xong hắn quay đầu nhìn về phía giả ngưu giả ngưu ngươi phụ trách dẫn dắt một tin đợi đến khi một tin quen rồi thì lui xuống làm chủ lực số hai sư tử lui xuống làm chủ lực số ba sau khi sắp xếp lại đội hình chiến đoàn trên mặt đoàn trưởng thác diêm nở nụ cười anh em tiếp theo sẽ mở tiệc chào đón tân binh tối nay hãy quẩy lên nghe vậy mọi người đều reo hò lúc này một tin đã dùng thực lực giành được sự kính trọng của tất cả mọi người trong cơn tuyết rơi dày đặc một tin quay đầu nhìn về hướng học phủ tinh thành trên mặt cũng nở nụ cười các ngươi hãy chờ tin tốt của ta viện nghiên cứu tinh hồng ba giờ điều dưỡng kết thúc dịch dinh dưỡng hạ xuống ngay sau đó cửa khoang mở từ từ. Cùng với ống mềm dán trên người tự động rút lại, Phong Kỳ bước ra khỏi khoang dinh dưỡng. Lấy chiếc khăn trên bàn bên cạnh, hắn lau sạch chất lỏng trên người, sau đó thay một bộ quần áo sạch. Hít một hơi thật sâu, hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sản, toàn thân thoải mái. Cảm giác mệt mỏi khi luyện tập đã tan biến. Sau đó, hắn đến ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh khoang dinh dưỡng ngẩng đầu nhìn lên màn hình trên khoang dinh dưỡng, trên đó ghi lại các dữ liệu chi tiết về cơ thể, cường độ huyết mạch, tuổi tác của hắn. Ba năm trôi qua, hắn cũng đã 20 tuổi rồi. Còn về việc dòng thời gian này có thể sống được bao lâu, hắn cũng không rõ. Nhưng suy đoán từ tình hình của một vài dòng thời gian trước thì sống thêm mười mấy năm nữa hẳn là không thành vấn đề. Khoảng thời gian luyện tập này, hắn càng ngày càng tự do kiểm soát sức mạnh, dưới sự cường hóa của tinh thạch phù văn rồng quỷ thực lực của hắn cũng đã đạt đến đánh giá bạch ngân hạ giai nếu chỉ so về sức mạnh thì hắn thậm chí không thua kém những cường giả tu thể bạch ngân trung giai suốt thời gian qua hắn cũng theo dõi tin tức về Một tinh biết được hiện tại Một tinh đã gia nhập một chiến đoàn lĩnh vực sắp bước chân vào chiến trường thực sự hắn không lo lắng cho sự an nguy của Một tinh mặc dù hắn đã thay đổi lịch sử khiến một tinh gia nhập một chiến đoàn lĩnh vực khác với lịch sử nhưng thực lực của một tinh không hề bị ảnh hưởng. Viên phù văn tinh thạch đặc biệt trên người cô đã ban cho cô sức mạnh cường hãn, đồng thời cũng mang đến cho cô bản năng chiến đấu vô song. Dùng lời của úy vi mà nói, nếu thực sự đánh nhau đến mức nóng mắt, con nhóc này có thể dễ dàng lật đổ một chiến trường cấp nanh, cấp 3, coi tinh thạch không gian trong chiến trường là đồ ăn vặt mà gặm. Là người hiểu rõ một tinh nhất, cũng là người trực tiếp tiến hành cải tạo phù văn cho một tinh, đánh giá của úy vi đủ để thấy thực lực của một tinh khủng khiếp đến mức nào. Ngay cả trong thời gian ở học phủ tinh thành, cô cũng chưa từng thể hiện thực lực thực sự của mình. Ngoài một tinh, hắn cũng thường xuyên liên lạc với lâm nhiễm. Hắn lấy lý do công pháp nghiên cứu cần thuật công kích tinh thần để thúc giục hắn tiến hành nghiên cứu về phương diện này. Hắn còn biết được. Sau khi vào viện nghiên cứu hổ phách, lâm nhiễm đã thể hiện thiên phú nghiên cứu thuật pháp vô cùng khủng khiếp đầu tiên là hắn chính thức công bố kết ấn lưu thuật pháp ra bên ngoài sau đó trong thời gian ngắn nhất hắn đã giành được vinh dự huân chương vàng cống hiến xuất sắc của loài người kết ấn lưu thuật pháp đã có hình hài một lưu phái thuật pháp siêu cấp đủ sức lưu danh sử sách ra đời từ đây ngoài ra lâm nhiễm còn liên tiếp công bố một số thuật pháp đầu ra vô cùng xuất sắc khiến hắn trong thời gian ngắn đã trở thành người đứng đầu các phương tiện truyền thông lớn đua nhau đưa tin về lâm nhiễm nhưng trong những lần liên lạc gần đây với lâm nhiễm hắn phát hiện ra một chuyện kỳ lạ theo lâm nhiễm nói sau khi vào viện nghiên cứu hổ phách hắn đã không chỉ một lần đề xuất muốn vào tổ nghiên cứu công pháp để nghiên cứu về công pháp nhưng những yêu cầu này đều bị từ chối thậm chí để ngăn cản hắn nghiên cứu về công pháp tầng lớp cao của viện nghiên cứu hổ phách còn đặc biệt triệu tập hội nghị, lấy lâm nhiễm làm phản diện để chỉ trích nặng nề. Sau đó lại là những lời khuyên can hết sức chân thành, một đám cao tầng hổ phách đều cho rằng thiên phú của lâm nhiễm về nghiên cứu thuật pháp vượt xa nghiên cứu công pháp, không nên lãng phí sức lực vào nghiên cứu công pháp. Để ngăn chặn lâm nhiễm tiếp xúc với học thuyết công pháp, viện nghiên cứu hổ phách thậm chí còn sắp xếp cho hắn rất nhiều nhiệm vụ nghiên cứu thuật pháp điều này theo phong kỳ thấy thì có chút kỳ lạ lúc này lâm nhiễm đã nổi tiếng cũng đã là nhà nghiên cứu thuật pháp hàng đầu bên ngoài rồi nếu mê vụ chi chủ đứng sau viện nghiên cứu hổ phách muốn tung ra hiến tế huyết nhục hoàn toàn có thể bắt đầu khống chế hướng đi tương lai của lâm nhiễm nhưng lúc này lâm nhiễm chủ động xin vào tổ nghiên cứu công pháp vậy mà lại bị từ chối theo quỹ đạo lịch sử bình thường cho dù hiện tại lâm nhiễm chưa gia nhập tổ công pháp nhưng đến một ngày nào đó trong tương lai hắn vẫn sẽ gia nhập tổ nghiên cứu công pháp và là tổ công pháp vô hạn do hắn làm tổ trưởng viện nghiên cứu hổ phách lúc này không đồng ý thì có vẻ kỳ lạ về vấn đề này trong đầu hắn hiện lên hai phỏng đoán một khả năng là mê vụ chi chủ đứng sau viện nghiên cứu hổ phách cảm thấy ảnh hưởng của lâm nhiễm hiện tại vẫn chưa đủ định đợi đến khi lâm nhiễm có ảnh hưởng lớn hơn một chút rồi mới thuận thế tung ra hiến tế huyết nhục nhưng phỏng đoán này có chỗ không hợp lý theo hắn thấy ảnh hưởng của lâm nhiễm đã hoàn toàn đủ rồi và hiện tại tung ra hiến tế huyết nhục chỉ cần phản hồi tu luyện bên ngoài tốt thì rất nhanh sẽ được tất cả người tu luyện biết đến khả năng thứ hai là viện nghiên cứu hổ phách hiện tại vẫn chưa bị mê vụ chi chủ khống chế vì vậy Viện nghiên cứu Hổ Phách đã cân nhắc vấn đề từ góc độ của toàn nhân loại, cho rằng lâm nhiễm phù hợp hơn với nghiên cứu thuật pháp, không nên lãng phí thiên phú vào nghiên cứu công pháp. Về việc lâm nhiễm gia nhập tổ công pháp sau này, là vì lúc đó viện nghiên cứu Hổ Phách mới bị mê vụ chi chủ xâm nhập, khống chế. So sánh thì rõ ràng phỏng đoán thứ hai đáng tin hơn. Dù sao thì để lâm nhiễm gia nhập tổ nghiên cứu công pháp sớm cũng không xung đột với kế hoạch của mê vụ chi chủ thậm chí có thể nói là trải đường trước cho mê vụ chi chủ đến lúc tung ra hiến tế huyết nhục có thể nói là lâm nhiễm đã chuyên tâm nghiên cứu công pháp ít năm mà có được vì vậy phỏng đoán viện nghiên cứu hổ phách chưa bị mê vụ chi chủ khống chế đáng tin hơn phỏng đoán thứ nhất nếu phỏng đoán này đúng hắn bắt đầu suy đoán thời gian viện nghiên cứu hổ phách thực sự bị xâm nhập xét về góc độ lịch sử khi lâm nhiễm tung ra hiến tế huyết nhục hắn trên bất kỳ dòng thời gian nào trước đó đều đã chết vậy thì thời gian viện nghiên cứu hổ phách bị xâm nhập hoàn toàn là trong vài chục năm sau khi hắn chết nhưng suy nghĩ kỹ lại đáp án này rõ ràng cũng không đúng hồi hắn gia nhập viện nghiên cứu khoa học hắn đã từng gây chia rẽ mối quan hệ giữa viện nghiên cứu khoa học và viện nghiên cứu hổ phách và viện nghiên cứu khoa học đã lợi dụng chân ngôn khí để bắt được gián điệp mà viện nghiên cứu hổ phách cài vào viện nghiên cứu khoa học Nói cách khác, khi hắn còn sống trên dòng thời gian trước đó, viện nghiên cứu hổ phách đã bị xâm nhập. Vì vậy, khoảng thời gian có thể thu hẹp lại một lần nữa. Phân tích từ những thông tin tình báo hiện có, hắn cho rằng thời gian viện nghiên cứu hổ phách thực sự bị xâm nhập là khoảng mười mấy năm sau. Tức là trong dòng thời gian trước đó, những năm hắn gần kề cái chết, khoảng hơn 30 tuổi. Nhưng lại có một vấn đề mới, nếu lúc đó viện nghiên cứu hổ phách đã bị xâm nhập Tại sao thời điểm tung ra hiến tế huyết nhục lại phải lùi lại hơn 10 năm? Về vấn đề này, hắn phỏng đoán rằng, có lẽ khi viện nghiên cứu Hổ Phách mới bị khống chế, mê vụ chi chủ vẫn chưa nghiên cứu ra hiến tế huyết nhục. Vì vậy, hắn đã ẩn núp hơn 10 năm, sau khi nghiên cứu thành công hiến tế huyết nhục, hắn đã thuận thế đoạt xá Lâm Nhiễm, người có ảnh hưởng lớn bên ngoài và thành lập vô hạn tiểu tổ để nghiên cứu công pháp, sau đó lấy danh nghĩa Lâm Nhiễm công bố hiến tế huyết nhục đáp án thực sự là gì, hắn không thể biết được. Nhưng xét theo những thông tin tình báo hiện có, phỏng đoán này là hợp lý nhất. Nó vừa có thể giải thích tại sao Viện Nghiên cứu Hổ Phách hiện tại không đồng ý cho Lâm Nhiễm nghiên cứu công pháp, cũng có thể giải thích được tại sao công pháp hiến tế huyết nhục không được tung ra sớm hơn. Nghĩ đến đây, hắn ghi nhớ thông tin tình báo này trong lòng. Ngoài Lâm Nhiễm, gần đây quá trình phát triển trò chơi bình minh cũng đang được tiến hành mạnh mẽ nhưng cho đến nay vẫn chưa có động thái quảng bá ra bên ngoài lý do rất đơn giản việc quảng bá trò chơi bình minh chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn các thế lực sẽ chuyển sự chú ý sang viện nghiên cứu tinh hồng ngay cả khi các thế lực trong các lĩnh vực khác cho rằng viện nghiên cứu tinh hồng đã bị các thế lực khác xâm nhập vì sự tồn tại của hắn thì cũng có thể gây ra nhiều biến số hắn cần sự ổn định chứ không phải sự mạo hiểm trên dòng thời gian này để tiếp cận được mộ trảo kết quả hắn bàn bạc với một số cao tầng tinh hồng cũng vậy sẽ chuyển giao công nghệ tiếp theo để phát triển bình minh cho một hắn khác còn dòng thời gian này sẽ không tung ra bình minh dù sao thì trong mắt hắn và các cao tầng tinh hồng đây đã là một dòng thời gian hy sinh việc tung ra bình minh có thể thay đổi tương lai nhưng không thể thay đổi kết cục thì không cần thiết phải tung ra nữa tốt hơn hết là ổn định dòng thời gian này cố gắng tiếp cận mộ trảo mới là điều quan trọng trong đầu hắn Đủ loại thông tin tình báo đang xen, Phong Kỳ không khỏi chìm vào suy tư. Một lát sau, hắn cầm lấy thức uống đặc biệt mà viện nghiên cứu Tinh Hồng pha cho hắn uống một ngụm lớn, rồi ngồi dậy khỏi ghế sofa, bắt đầu một đợt huấn luyện cường độ cao mới. Bên ngoài thành lãnh đông, khu tiếp tế. Nơi đây quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Dãy núi trùng điệp về phía đông giống như những con rồng tuyết cuộn mình, gió lạnh thấu xương va chạm vào nhau, tiếng gào thét xé gió như tiếng rồng tuyết gầm rú. Môi trường ở đây là khắc nghiệt nhất trong sáu thành phố phía đông. Và đó cũng là nguồn gốc của cái tên Thành Lãnh Đông. Thành Lãnh Đông tiếp tục về phía bắc, là một trong những khu tiếp tế tiền tuyến của khu vực phía đông, cũng được gọi là khu tiếp tế Lãnh Đông. Rất nhiều đoàn chiến đấu trong các lĩnh vực đóng quân tại đây. Lúc này, lễ ăn mừng trong khu tiếp tế Lãnh Đông sắp kết thúc. Nhưng hiện tại, trong khu tiếp tế vẫn còn rất nhiều phương tiện truyền thông phỏng vấn được các thành phố phái đến vài ngày trước chiến trường trung bình chiến trường huyết thích ở phía bắc khu tiếp tế đã bị giải tán tinh thể không gian trong chiến trường bị phá vỡ loài người đã giành được một chiến thắng không nhỏ còn về các nguồn tài nguyên còn lại trong chiến trường huyết thích tất cả đều được các chiến trường tham gia chiến dịch này phân chia theo tỷ lệ đóng góp lúc này từng chiếc xe tải chở đầy tài nguyên lĩnh vực chạy vào khu tiếp tế sau đó một lượng lớn tài nguyên được đưa lên máy bay vận tải đến các thành phố lớn. Hướng sân bay cũng đã chất đầy đủ loại tài nguyên. Các vị trí quảng cáo của các thành phố lớn cũng đã phát tin vui này liên tục trong những ngày gần đây. Toàn thể loài người đều vui mừng vì điều này. Lúc này, trang viên tuyết lan. Một nhóm hơn 100 người tập hợp trong trang viên, tất cả đều được trang bị đầy đủ. Một tin đứng ở phía sau đội ngũ, đeo một chiếc ba lô lớn hơn cô gấp nhiều lần đang chăm chú lắng nghe lời chỉ huy của đoàn trưởng thác diêm mặc dù đã là nhân viên nòng cốt nhưng cô vẫn còn biết rất ít về kiến thức liên quan đến chiến đoàn lần duy nhất cô vào chiến trường là chiến trường huyết thích bị giải tán gần đây cũng chính là năm ngày trước nhưng lúc đó chiến trường huyết thích đã sắp bị chiếm giữ hoàn toàn chiến đoàn tuyết lan của họ chỉ đi hỗ trợ vận chuyển hậu cần thậm chí còn chưa gặp được kẻ địch cuối cùng thì chiến trường huyết thích đã bị giải tán còn hôm nay sẽ là lần đầu tiên cô với tư cách là chiến đấu viên chính thức lên đường ra tiền tuyến sau năm ngày nghỉ ngơi điều dưỡng hẳn là mọi người đã lấy lại tinh thần chúng ta tham gia hơi muộn vào việc giải tán chiến trường huyết thích mục tiêu tiếp theo là chiến trường vắng lặng chúng ta sẽ là một phần lực lượng chủ lực bây giờ toàn thể xuất phát cùng với tiếng hô vẫy tay của đoàn trưởng thác diêm toàn bộ đoàn bắt đầu lên xe lúc này một tinh đi đến cuối đội ngũ lên một chiếc xe tải quân sự dùng để chở tài nguyên đặt hành lý xuống rồi ngồi xuống căng thẳng không lúc này giả ngư ngồi đối diện cô cười hỏi đối mặt với câu hỏi một tinh lắc đầu rất thành thật nói không căng thẳng thậm chí còn hơi phấn khích nghe vậy giả ngư sửng sốt sau đó bật cười ha ha lúc này đoàn xe rời khỏi trang viên hướng về phía bắc khu tiếp tế. Rất nhanh, đoàn xe đã hội quân với một số đoàn xe khác, cùng nhau tiến về phía bắc. Chiến dịch lần này có sự tham gia của 8 chiến đoàn lĩnh vực. Chiến đoàn Tuyết Lan là một trong số đó. Mục tiêu lần này là chiến trường vắng lặng ở phía bắc. Chiến trường này xuất hiện cách đây hơn 10 năm, khu tiếp tế lãnh đông có một số chiến đoàn lĩnh vực đã tiến hành thăm dò sơ bộ đối với chiến trường này nhưng một số nhóm đi thám hiểm trước đó đã có nhiều thành viên tử vong và bị thương thông tin duy nhất là trong chiến trường vắng lặng có những con quái vật có thể hút máu người nhưng hình dạng cụ thể như thế nào thì không thể nhìn rõ được vì chiến trường bị bao phủ bởi sương mù dày đặc nhiều lần thám hiểm của nhóm thám hiểm thất bại cộng với việc lúc đó khu tiếp tế còn có một số chiến trường đang được chủ công ở phía bắc nên việc thám hiểm và chiếm giữ chiến trường vắng lặng đã tạm thời bị gác lại nhưng sau khi chiến trường huyết thích bị giải tán gần đây, chiến trường Vắng Lặng ở gần đó đã trở thành mục tiêu chiếm giữ chính của các chiến đoàn trong khu tiếp tế. Hơn nữa, chiến trường Vắng Lặng đã tồn tại hơn 10 năm, các quy tắc và thế giới bên trong đã dần hòa nhập, rất có thể bên trong đã xuất hiện sinh vật siêu thoát khỏi lĩnh vực có thể bước ra khỏi chiến trường. Đe dọa không nhỏ đối với loài người. Trong chiến trường mới hình thành, rất hiếm khi xuất hiện sinh vật siêu thoát khỏi lĩnh vực do các quy tắc trong chiến trường khác với thế giới bên ngoài nên sinh vật trận địa rất khó vượt qua rào cản quy tắc để bước vào thế giới loài người nhưng khi chiến trường hòa nhập và mở rộng với thế giới rào cản này sẽ dần yếu đi thậm chí biến mất từ đó xuất hiện sinh vật siêu thoát khỏi lĩnh vực gần đây sự mở rộng của chiến trường vắng lặng rõ ràng tăng nhanh thậm chí có thể dùng từ điên cuồng để hình dung vì vậy chiến trường này đã trở thành mục tiêu chiếm giữ chính tiếp theo của khu tiếp tế lãnh đông nó cũng sẽ là chiến trường tiếp theo bị giải tán. Trên đường đi, giả ngư bắt đầu kể cho một tin nghe về những việc mà một thành viên nòng cốt của nhóm cần làm trong chiến trường, trong đó còn xen kể nhiều trải nghiệm của hắn. Khi giả ngư kể về lần đầu tiên hắn bước vào chiến trường, hắn căng thẳng đến nỗi mặt tái mét, khi kể còn thêm cả biểu cảm khoa trương. Khiến những người đồng đội trên xe không nhịn được cười ha ha, một tin cũng mỉm cười. Những người ở đây đều là những người đồng đội cùng vào sinh ra tử, khi ở bên nhau không có sự giả tạo nơi công sở, chỉ có tình anh em chân thành. Vì vậy, khi ở bên họ, một tinh không còn rụt rè như trước nữa. Đoàn xe chạy cả buổi chiều. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời xuất hiện cực quan rực rỡ. Một tinh, có tài lễ gì không? Biểu diễn một tiết mục tài lễ đi. Người phụ nữ mặc đồ bảo hộ ngồi cạnh một tinh cười nói. Tôi, tôi không có tài lễ gì. Một tinh lập tức lắc đầu đừng ngại mà tôi thấy cô mang theo đàn acmonica bên mình trước khi lên đường còn lau đi lau lại mấy lần nghe vậy mọi người trên xe ồn ào trêu chọc trước lời mời một tinh không từ chối nữa cô lấy ra chiếc đàn acmonica màu trắng mà phong kỳ tặng nhìn cực quan xanh như làn khói trên bầu trời cô thổi đàn harmonica lúc này mọi người ngừng ồn ào lặng lẽ lắng nghe tiếng đàn vang lên âm nhạc cũng gợi lại những kỷ niệm trong lòng họ nhìn khuôn mặt còn non nớt của một tinh nhiều người nhớ lại cảnh tượng khi mình mới vào chiến đoàn tuyết lan kể từ đó sự non nớt đã lùi xa họ đã trải qua sự tôi luyện của máu và lửa nhưng mỗi lần ra tiền tuyến đều là một lần đối mặt với sống chết không ai biết lần này có bao nhiêu người có thể bình an trở về ngước nhìn bầu trời đầy sao mỗi người đều có tâm sự riêng nhưng khi lựa chọn con đường này họ đã chấp nhận số phận sẽ tử trận lúc này lòng họ vẫn như vậy không chút do dự phía bắc khu tiếp tế lãnh đông chiến trường vắng lặng rào chắn chiến trường màu xám cao ngất như một bức màn trời chặn đường tiến của đoàn xe nhìn kỹ còn có thể phát hiện ra rằng bức màn trời màu xám này đang từ từ mở rộng ra bên ngoài đoàn xe dừng lại cách chiến trường vắng lặng một km sau đó một tinh cùng các thành viên của chiến đoàn tuyết lan xuống xe, bắt đầu dựng trại. Những chiếc lều đủ màu sắc được dựng lên trong trại tạm. Công việc dựng lều rất đơn giản. Khi thu gọn lại, lều giống như một chiếc vali kim loại, sau khi nhấn nút, mở, bốn thanh kim loại sẽ vươn ra từ bốn góc của chiếc vali kim loại, tiếp theo tự động cắm xuống đất, lều gấp ở giữa sẽ dựng lên, hoàn thành việc dựng lều sản phẩm này là do viện nghiên cứu tương lai đặc biệt chế tạo cho các chiến đoàn lĩnh vực ở tiền tuyến cho đến nay đã trải qua nhiều lần cập nhật phiên bản dễ mang theo và sử dụng thuận tiện lúc này nhân viên hỗ trợ trong chiến đoàn cũng lấy ra dụng cụ và nguyên liệu bắt đầu chuẩn bị bữa tối đây sẽ là bữa ăn ngon nhất trước khi vào chiến trường sau khi vào chiến trường họ chỉ có thể dùng thức ăn nhanh để bổ sung năng lượng đốt lửa nấu ăn là một hành vi cực kỳ mạo hiểm và ngu ngốc Lúc này, sáu đoàn trưởng của các chiến đoàn lĩnh vực tham gia hoạt động thám hiểm này cũng quay quần bên nhau, thảo luận và xác nhận nhiệm vụ của từng người trong hoạt động này. Lửa trại bập bùng trong gió lạnh. Thấy thức ăn nóng hổi được bưng đến trước mặt, một tinh không khỏi nuốt nước bọt. Thấy một tinh vẻ mặt thèm thuồng, người phụ nữ ngồi cạnh cô không khỏi cười nói, đói đến thế sao? Em ăn khỏe lắm. Một tinh thành thật nói. Suốt thời gian qua, Cô vẫn luôn kìm nén cơn thèm ăn của mình nhưng lúc này thực sự không nhịn được nữa. Ăn khỏe đến mấy cũng không bằng anh, từ nhỏ anh đã ăn khỏe lắm, hồi học ở học viện lãnh đông còn bị bạn học đặt cho biệt danh là thùng cơm. Lúc này, giả ngưu cười nói. Thế thì em có thể là mấy thùng? Cũng có thể là mười mấy thùng. Một tinh nghiêm túc nói. Còn tưởng một tinh đang nói đùa, mọi người không khỏi bật cười, giả ngưu thậm chí còn cười ha ha. Nhưng rất nhanh sau đó, họ không cười nổi nữa. Khi từng đĩa thức ăn được bưng đến, một tinh đã bộc lộ một mặt hung dữ. Người khác là ăn cơm, còn một tinh thì chỉ có thể dùng từ ăn như hùng để diễn tả. Nhìn thức ăn liên tục vơi đi, giả Ngô lập tức hét về phía nhân viên đang bận rộn, "Tiểu giả, thêm thức ăn, thêm nhiều vào." Nhận được, chàng trai trẻ đang bận rộn lập tức cười đáp. Bữa ăn này kéo dài rất lâu. Khi tất cả mọi người đều đã ăn không nổi nữa, một tinh vẫn còn đang ăn. Khẩu phần ăn của cô đã hoàn toàn chinh phục mọi người có mặt, họ thực sự không hiểu nổi, một tinh rõ ràng có thân hình mảnh mai nhưng thức ăn ăn vào bụng cô đã đi đâu. Lúc này, tiểu giả đang chế biến thức ăn nhìn lượng thức ăn vốn dồi dào nhanh chóng giảm đi, không khỏi bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Thậm chí còn cảm thấy lần hành động này có thể sẽ phải quay về sớm vì vấn đề thức ăn. May mắn thay, Lúc này, một tinh cuối cùng cũng ngừng ăn, vẻ mặt hạnh phúc đặt đĩa thức ăn xuống. Lúc này, Giả Ngưu giơ ngón tay cái về phía cô, thần phục, tâm phục, khẩu phục. "Có phải em ăn khỏe quá không?" Cô hơi ngượng ngùng nói. "Sao lại thế, chiến đoàn của chúng ta dù sao cũng là chiến đoàn cấp C, nuôi nổi cô còn không được sao?" Giả Ngưu lập tức cười nói. Sau một hồi trò chuyện, đoàn trưởng Thác Diêm từ xa đi tới sau khi triệu tập mọi người lại hắn bắt đầu kể lại những thông tin mới nhất mà hắn có được từ các đoàn trưởng khác tốc độ mở rộng gần đây của chiến trường vắng lặng đang tăng nhanh trước họ đã có ba chiến đoàn liên hợp tiến vào chiến trường nhưng đến nay vẫn chưa trở về do bên trong chiến trường không có tín hiệu nên bên ngoài cũng không rõ họ đã gặp phải chuyện gì có gặp nguy hiểm không hay đang khai thác tài nguyên trong chiến trường nhiệm vụ hiện tại của họ là thám hiểm chiến trường vắng lặng vừa thu thập thông tin tình báo bên trong vừa cố gắng tìm kiếm các thành viên chiến đoàn lĩnh vực đã mất tích trước đó sau khi kể xong thác diêm lập tức nói thu dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi cho khỏe sáng mai vào chiến trường nói xong hắn quay người đi về phía lều của mình nghe vậy mọi người đều đứng dậy dọn dẹp sơ qua xung quanh rồi chào nhau chút ngủ ngon sau đó đi vào lều lúc này một tin cũng vào lều của mình không gian trong lều không lớn trên đỉnh là một lớp màn mỏng trong suốt làm bằng vật liệu đặc biệt, khi nằm xuống có thể nhìn rõ cảnh tượng bầu trời. Nghe tiếng gió lạnh thổi qua bên tai, cô nghỉ ngợi rồi dần chìm vào giấc mơ. Vài giờ sau, khóe miệng cô nở một nụ cười trong trẻo, cười ngây ngô lẫm bẩm, ngon quá. Sáng hôm sau, 7 giờ, vùng cực bắc vẫn chìm trong bóng tối. Ngoài những người trực ban luôn theo dõi tình hình mở rộng của chiến trường, những người còn lại vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng ngay lúc này, nhân viên cảnh giới đứng trên nóc xe đột nhiên phát hiện có vài bóng người xuất hiện trong chiến trường, tiếp đó phá vỡ rào chắn chiến trường đi ra ngoài. Nhân viên cảnh giới không chút do dự, lập tức kéo còi báo động. Tiếng còi báo động chói tai ác cả tiếng gió hú, đánh thức những chiến sĩ đang chìm trong giấc ngủ. Họ phản xạ có điều kiện, nhanh chóng mặc đồ bảo hộ rồi bước ra khỏi lều. Lúc này, đèn pha cũng chiếu về phía chiến trường chỉ thấy vài bóng người loạn choạng bước ra khỏi chiến trường, trên đường đi còn để lại dấu chân đẫm máu. Là người của ta, hỗ trợ. Nhân viên cảnh giới quan sát tình hình qua thiết bị quan sát rồi quả quyết hét lớn. Hiểu rõ tình hình, những chiến sĩ lĩnh vực được huấn luyện bài bản đều chạy về phía chiến trường. Nhưng chưa kịp đến gần, một bàn tay do sương mù tụ lại đã xuyên qua chiến trường, túm lấy vài bóng người đang chạy. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, họ chớp mắt đã bị hút sạch máu thịt, biến thành xác khô. Chết tiệt! Thấy cảnh này, giả ngưu đang chạy đến gần chiến trường không khỏi gào lên giận dữ. Tất cả tập hợp lại, những người phía trước lui về hết cho ta, chuẩn bị chiến đấu, thắt diêm lúc này hét lớn. Nghe lệnh, giả ngưu không cam lòng nhưng vẫn nhanh chóng quay về doanh trại. Nhìn chiến trường vẫn đang mở rộng chậm rãi, vẻ mặt mọi người trở nên vô cùng nghiêm trọng vừa nãy có một bàn tay sương mù xuyên qua rào chắn chiến trường chứng tỏ đây là một sinh vật siêu thoát khỏi chiến trường nó hoàn toàn có khả năng rời khỏi chiến trường để đến thế giới bên ngoài đây tuyệt đối không phải là một tin tốt so với chiến trường đang mở rộng sinh vật siêu thoát khỏi chiến trường mới là mối đe dọa lớn hơn đối với loài người một lát sau vài xác khô của chiến sĩ lĩnh vực được đưa về doanh trại nhìn những xác khô các chiến sĩ đều im lặng dù đã quen với cảnh sinh tử nhưng nhìn thấy đồng đội ngã xuống trước mắt lòng họ vẫn đau như cắt hôm nay là họ ngày mai có thể là chính mình những gì xảy ra vừa rồi cũng khiến các chiến sĩ nhận ra rất có thể những chiến đoàn mất tích đã gặp chuyện chẳng lành dù đây vốn là chuyện có khả năng xảy ra rất cao những thông tin về chiến trường vắng lặng hiện tại còn rất hạn chế sự việc lần này khiến họ phải đánh giá lại mức độ nguy hiểm của chiến trường vắng lặng nhưng đã đến đây họ sẽ không dễ dàng từ bỏ chung cất xong những đồng đội đã khuất thác diêm cùng các đoàn trưởng bắt đầu chỉ huy các thành viên trong đoàn chuẩn bị hai giờ sau khi mặt trời mọc thác diêm cùng các đoàn trưởng của các chiến đoàn khác dẫn theo các thành viên thuộc hạ từ các hướng khác nhau tiến vào chiến trường vắng lặng tất cả chuẩn bị chiến đấu đừng chủ quan chiến trường này có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ trước khi tiến vào chiến trường thác diêm quay lại hét lớn Nghe lệnh, các thành viên đều nắm chặt vũ khí trong tay. Đi sau thác diêm, giả ngưu đeo ba lô lớn, lúc này một tinh cũng nắm chặt tay, chuẩn bị chiến đấu. Khi cơ thể cô tiếp xúc với màn trắng ánh sáng của chiến trường, cô cảm thấy một lực cản nhẹ, tiếp đó lại cảm thấy một lực hút, rồi bước thẳng vào chiến trường vắng lặng. Bước vào trong, cô lập tức cảm thấy sự khác biệt giữa chiến trường và thế giới bên ngoài. Tiếng gió lạnh thét gào đột nhiên biến mất trọng lực ở đây rõ ràng cao hơn bên ngoài gấp nhiều lần ngay cả ba lô sau lưng cũng trở nên nặng nề hơn nhưng trọng lượng này hoàn toàn nằm trong khả năng chịu đựng của cô nên cô không hề bị ảnh hưởng những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là các thuật sĩ linh tu trong đoàn nhưng họ cũng đã được huấn luyện thể chất sau khi điều chỉnh đơn giản họ nhanh chóng thích nghi với trọng lực ở đây phía trước là sương mù dày đặc không tan nỗi sợ bắt nguồn từ sự vô định cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đều cảm thấy áp lực tâm lý không nhỏ đến gần nhau một chút chú ý xem xung quanh có ai không nếu có tình huống bất ngờ thì kêu cứu kịp thời là nòng cốt tạm thời của đoàn giả ngưu lúc này tiến lên một bước đến trước mặt thác diêm đi trước vào chiến trường để dò đường thấy vậy một tin lập tức đi theo bên cạnh giả ngưu lúc này nhà phân tích trong đội dùng linh khí bao phủ một đám sương mù bắt đầu phân tích thành phần trong sương mù sau đó lấy bút điện tử ghi lại thông tin những thông tin này sau khi trở về sẽ được lưu vào kho lưu trữ của chiến đoàn chia sẻ trực tiếp cho tất cả các chiến đoàn đồng thời chiến đoàn thu thập được dữ liệu thông tin cũng có thể nhận được phần thưởng điểm cống hiến mà điểm cống hiến là dữ liệu cần thiết để một chiến đoàn lĩnh vực muốn thăng cấp giống như kinh nghiệm trong trò chơi hoàn thành nhiệm vụ của viện nghiên cứu đánh chiếm chiến trường thu thập dữ liệu thông tin vân vân, đều có thể giúp chiến đoàn lĩnh vực tăng điểm cống hiến. Chỉ cần đồng ý đủ 3 tiêu chuẩn là điểm cống hiến, số lượng thành viên, thực lực tổng hợp thì chiến đoàn có thể được thăng cấp. Phúc lợi của các thành viên trong đoàn cũng có thể được cải thiện nhờ vậy. Ngoài ra, điểm cống hiến tương ứng với chiến trường cũng có thể mang lại lợi nhuận chia sẻ tài nguyên sau khi phân tán thành công. Cùng với rủi ro cao, cũng có lợi nhuận cao. Vì vậy, trong quá trình thám hiểm các nhà phân tích trong chiến đoàn sẽ thu thập dữ liệu liên quan đến chiến trường theo thời gian thực lúc này nhân viên khảo sát chịu trách nhiệm đo đạc trên đường đi cũng lấy ra một bản đồ trống bắt đầu đo đạc địa hình trên đường đi bao gồm cả cây cối cỏ hoa gặp phải đều được ghi lại đồng thời cố gắng phát họa ra địa hình hoàn chỉnh bên trong chiến trường vắng lặng mỗi nhân viên khảo sát của chiến đoàn đều có thể so sánh với bản đồ hình người họ thường tốt nghiệp học viện ngân hà được đào tạo chuyên nghiệp có thể kiểm soát chính xác khoảng cách của mỗi bước vì vậy ngay cả khi chiến trường vắng lặng bị sương mù bao phủ không thể nhìn rõ môi trường phía trước nhưng họ vẫn có thể phát họa ra tình hình môi trường của khu vực đã đi qua khảo sát địa hình cũng là nhiệm vụ trọng tâm của chiến đoàn sói tuyết lần này nhiệm vụ của một số chiến đoàn đã tiến vào chiến trường từ các hướng khác cũng tương tự như họ khi cuộc thám hiểm đi sâu hơn mọi người mơ hồ nghe thấy tiếng than khóc vang lên bên tai âm thanh này giống như tiếng khóc nhưng trong chớp mắt lại biến thành tiếng gầm giận dữ điên cuồng. Lúc này không ai nói gì, tất cả mọi người tụ tập lại, theo bước chân của giả ngưu chậm rãi tiến về phía trước. Ngay lúc này, bên trái đoàn đội truyền đến một tiếng hét thảm. Sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách khoảng một mét xung quanh, hoàn toàn không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra ở nơi phát ra tiếng hét thảm. Lúc này, thác diêm hét lớn, kỹ tình hình thế nào? có một bóng đen đến gần, không giống thực thể, đã bắt tiểu giả đi. Lúc này, khỉ phụ trách bảo vệ bên trái đoàn đội vội vàng lên tiếng trả lời. Đại khái ở hướng nào? Hướng 11 giờ của nhân viên trung tâm. Nghe trả lời, một số thuật sĩ trong đoàn cùng nhau thi triển thuật chiếu sáng, họ ngưng tụ cầu sáng trong tay, sau đó ném về hướng mà khỉ nói. Cầu sáng vạch ra một quỹ đạo nửa vầng trăng trên không trung, xua tan sương mù xung quanh trên đường đi lúc này mọi người nhìn thấy tiểu giả đang bay trên không trung trên đầu hắn là một bóng ma màu xanh lam toàn thân giả ngưu đừng động đại lực bắn hạ nó cho ta thấy giả ngưu có ý định tiến lên hỗ trợ thác diêm lập tức ngăn cản sau đó hét lớn về phía một thuật sĩ trong đoàn nghe lệnh thuật sĩ được gọi là đại lực giơ cả hai tay lên trong tay hắn từ từ ngưng tụ một cây cung do linh khí ngưng tụ tiếp đó một mũi tên lửa cháy được tạo ra ở dây cung sau khi ngắm bắn chỉ nghe thấy một tiếng nổ giòn tan cung linh khí vỡ tan hóa thành lực đẩy đưa mũi tên lửa đi tốc độ bay của mũi tên cực nhanh rất nhanh đã đuổi kịp bóng ma mũi tên lửa cháy xuyên qua lập tức ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm lấy bóng ma tiểu giả rơi thẳng từ trên không xuống khỉ đón lấy nghe thấy lệnh người đàn ông được gọi là khỉ lập tức chạy về phía tiểu giả với tốc độ cực nhanh tiến đến gần nhảy lên trước khi tiểu giả rơi xuống đất đỡ lấy hắn sau khi khỉ đưa tiểu giả trở về cầu sáng trên không cũng vừa cháy hết tầm nhìn một lần nữa bị sương mù bao phủ khỉ báo cáo tình hình thương thế của tiểu giả vai trái có vết cào thương thế không nặng nhưng có vẻ như đã bị tổn thương tinh thần hiện tại có chút không tỉnh táo nghe xong lời này nhà phân tích trong đoàn lên tiếng kết quả kiểm tra của ta đã có trong sương mù ở đây có chứa chất thôi miên tinh thần mọi người cố gắng đừng bị thương. Nghe xong lời này, vẻ mặt của Thác Diêm trở nên nghiêm trọng, trước tiên hãy cho tiểu giả uống một viên thuốc an thần, điều chỉnh vị trí của hắn vào giữa đội hình, tiếp tục tiến lên. Sau khi sắp xếp xong, chiến đoàn tiếp tục tiến lên. Trong sương mù tầm nhìn không rõ ràng, tiếp theo Thác Diêm bắt đầu để các thuật sĩ tu linh trong đoàn thay phiên nhau thi triển, thuật chiếu sáng. Để so sáng đường đi. Làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều, Dùng thuật chiếu sáng để thám hiểm tiến lên căn bản không thể đi được bao lâu thì các thuật sĩ tu linh trong đoàn sẽ cạn kiệt linh khí trong cơ thể, trừ khi bổ sung linh khí kịp thời. Nhưng mức độ nguy hiểm trong sương mù khá cao. Thác Diêm lựa chọn thà tiêu hao một lượng lớn thuốc bổ sung linh khí, cho dù phải quay về sớm, cũng phải lấy sự an toàn làm trọng. Sau nhiều giờ thám hiểm, nhân viên khảo sát đã đo đạt được một phần môi trường của chiến trường vắng lặng. Tiếp tục tiến lên, một tin đột nhiên dựng tay lên, đoàn trưởng, hướng 2 giờ có tiếng đánh nhau truyền đến, có vẻ như là thành viên của chiến đoàn khác đang hợp tác với chúng ta. Nghe một tin trả lời, Thác Diêm lập tức nhìn về phía giả giả ngưu nói, giả giả ngưu ngươi có nghe thấy không? Cái này, ta thật sự không nghe thấy. Tiểu Thanh, ngươi chắc chắn đã nghe thấy sao, lúc này Thác Diêm nghiêm mặt nhìn về phía một tin hỏi. Vâng, ta thực sự đã nghe thấy. Nghe một tin trả lời chắc chắn, thách Diêm gật đầu, sau đó hít sâu một hơi hét lớn, toàn thể thành viên, hướng 2 giờ tăng tốc độ. Vài quả cầu sáng chiếu sáng được ném về hướng 2 giờ, mọi người lập tức đổi hướng, theo sau giả giả ngưu chạy về hướng mà một tin chỉ. 5 phút sau, mọi người nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện vài quả cầu sáng chiếu sáng, cùng với chiến đoàn huynh đệ đang lâm vào cảnh khó khăn. Đang chiến đấu với họ là vô số quan hồn, cảnh tượng này khiến lòng mọi người trùng xuống. Cũng nhận ra tình cảnh của chiến đoàn huynh đệ vô cùng tệ. Nhưng lúc này trong lòng họ không hề do dự. Tiến hành hợp tác, vốn là muốn trong lúc thám hiểm chiến trường có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này chiến đoàn huynh đệ gặp khó khăn, tự nhiên không thể làm ngơ, Thác Diêm là đoàn trưởng lập tức trầm giọng hét lớn, giả giả ngưu, dẫn theo chiến sĩ xung phong, khỉ, cá sấu, côn ở lại bảo vệ đội viên. Được, nghe lệnh, trên người giả giả ngư bùng lên ngọn lửa đỏ, một mình xông về phía chiến đoàn huynh đệ đang bị bao vây. Phía sau hắn là đội xung phong chiến sĩ gồm hơn 20 người. Các thuật sĩ tầm xa của chiến đoàn Bạch Lan đứng tại chỗ, bắt đầu vẽ bùa chú, sau đó ném về phía vòng vây do vô số quan hồn tạo thành. Thấy mọi người xung quanh đều bắt đầu hành động, lúc này một tinh quay đầu nhìn về phía thác diêm, đoàn trưởng, ta cũng muốn tham chiến. Được, theo sát giả giả ngưu, đừng lạc đường trong sương mù biết rõ một tin có thực lực tự bảo vệ mình thác diêm lập tức gật đầu đồng ý yêu cầu của cô ta sẽ chú ý một tin nghiêm mặt đáp sau đó đặt xuống chiếc túi hành lý lớn trên vai tiếp đó bóng dáng cô như một tia chớp lao đi trong ánh mắt khó tin của thác diêm cô dễ dàng vượt qua giả giả ngưu đang chạy xuất hiện bên ngoài vòng vây oan hồn sau khi đứng vững cô từ từ giơ nắm đấm lên khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể cô giống như mặt trời nóng bỏng chỉ đứng đó thôi cũng khiến những oan hồn gần đó bốc hơi ngay lập tức khi cô tung nắm đấm trong nháy mắt cuồng phong cuốn về phía trước sức sát thương khủng khiếp cuốn lên vô số các bụi trên mặt đất ầm lực phản đẩy khiến mặt đất dưới chân cô rung chuyển bầu trời lập tức bị đấm thủng một lỗ hổng sương mù bị xua tan mãi không tụ lại được chỉ một cú đấm này đã giết chết rất nhiều oan hồn cũng khiến các thành viên của chiến đoàn huynh đệ đang chiến đấu kinh ngạc lúc này một tinh tích tụ sức mạnh rồi lại tung ra cú đấm thứ hai cách tấn công của cô đơn giản và thô bạo nhưng chỉ riêng sức mạnh của quyền phong cũng đã không phải là thứ mà oan hồn có thể chống đỡ được cú đấm thứ hai tung ra cuồng phong xé toạt không khí vô số oan hồn bị quyền phong đánh tan linh thể mẹ ơi thực lực của tiểu thanh như vậy mà không bị chiến đoàn hàng đầu chọn đi sao chúng ta lại có thể nhặt được bảo vật thế này lúc này thư ký của chiến đoàn bạch lan kinh ngạc nói người là ngươi chọn ta còn muốn hỏi ngươi chọn được con quái vật nào thế thác diêm không nhịn được mà chế nhạo nói xong trong mắt hắn hiện lên vẻ phấn khích đúng như thư ký chiến đoàn nói lần này chiến đoàn bạch lan của họ thực sự đã nhặt được bảo vật thực lực của một tinh đã vượt ngoài dự đoán của họ căn bản không phải là sinh viên tốt nghiệp siêu cấp mà một chiến đoàn cấp C như bọn họ có thể tiếp nhận được trong tình huống bình thường. Lúc này, trận chiến bên kia vẫn đang tiếp tục. Cùng với mỗi lần một tinh tung nắm đấm, những hoang hồn trên bầu trời sẽ bị quét sạch một mảng. Chưa đầy 5 phút, trận chiến đã kết thúc. Sương mù xung quanh cũng bị quyền phong của cô thổi tan, dọn sạch một khoảng đất trống, có thể nhìn rõ bầu trời. Nhìn về phía một tinh, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước thực lực của cô. Đại ma vương lịch sử lúc này mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Tiếp theo, hai đội hợp lại, nhân viên y tế bắt đầu cứu chữa những người bị thương. Lúc này, giả giả ngưu đi đến bên cạnh một tinh, cười toe toét nói, tiểu thanh, xem ra những kỹ năng sinh tồn mà ta dạy ngươi hoàn toàn không cần thiết, là ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi. Nghe vậy, một tinh quả quyết lắc đầu, anh giả ngưu, những kỹ năng này rất hữu ích, sau này ta cũng sẽ thành lập chiến đoàn của riêng mình, ta cũng sẽ dạy những kiến thức này cho người mới. Giả giả ngưu đang định trả lời thì lúc này sương mù trên bầu trời đột nhiên co lại, tiếp đó một khuôn mặt sương mù khổng lồ hiện ra từ đó, nó nhìn mọi người bên dưới với vẻ chế giễu, thức ăn mới xuất hiện rồi. Cảm nhận được áp lực từ trên đỉnh đầu, các chiến sĩ của hai đội lập tức chuẩn bị chiến đấu. Ta rất tò mò, rõ ràng các ngươi rất yếu nhưng lại có dũng khí bước vào đây đối mặt với câu hỏi sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng sinh vật trận địa do sương mù tụ lại trên đỉnh đầu lại có thể nói tiếng người điều này chứng tỏ nó rõ ràng đã tiếp xúc với con người thậm chí có thể là loại sinh vật trận địa đặc biệt có thể hấp thụ ký ức của con người thấy mọi người bên dưới không nói gì khuôn mặt sương mù tiếp tục nói ba chiến đoàn cùng vào với các ngươi vừa rồi đã bị ta nuốt chửng tiếp theo đến lượt các ngươi rồi hãy để ta cảm nhận được cảm xúc sợ hãi của các ngươi đó là thức ăn mà ta thích nhất." Dứt lời, khuôn mặt sương mù tan biến, ngay sau đó sương mù dày đặc đột nhiên hạ xuống. Thấy cảnh này, một tinh lóe lên xuất hiện ở phía trước chiến đoàn, đột nhiên tung một cú đấm về phía bầu trời. Nắm đấm cọ sát với không khí phát ra tiếng nổ siêu thanh, sức mạnh khủng khiếp trong nháy mắt nghiêng về phía bầu trời. Cú đấm này giống như một cây kim định hải, khiến sương mù trên bầu trời không thể tiếp tục đè xuống trong sương mù lập tức truyền đến tiếng kinh hô kinh ngạc tiếp đó một tinh lại tung ra một cú đấm sức mạnh khủng khiếp khuấy động sương mù thổi tan một mảng sương mù lớn lúc này trong sương mù đột nhiên vương ra một chiếc vuốt sắt khổng lồ chọc về phía một tinh hơi thở màu ngọc bao phủ xung quanh một tinh hít một hơi thật sâu lại tung một cú đấm về phía bầu trời ánh sáng màu ngọc xuyên qua cơ thể như một con rồng bay lên tầm bầu trời nổ vang vuốt sắc sương mù dễ dàng bị đánh tan. Thấy cảnh này, khuôn mặt sương mù lại ngưng tụ hiện ra, nó vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chầm chầm vào một tinh, rõ ràng không ngờ lại xuất hiện đối thủ mạnh mẽ như vậy. Ngươi rất mạnh nên ta tha cho ngươi rời đi nhưng những người phía sau ngươi đều phải ở lại. Ngu ngốc, một tinh vốn không hay chửi bậy, lúc này học theo phong kỳ dơ ngón giữa về phía mê vụ chi chủ. Giả giả ngư đứng sau một tinh cũng lúc này ngửa mặt lên trời hét lớn, chúng ta cũng tha cho ngươi một mạng, bây giờ cút về thế giới của ngươi đi. Nghe vậy, trên mặt mê vụ chi chủ hiện lên vẻ chế giễu, ngay cả khi ta rời đi, nền văn minh nhân loại của các ngươi vẫn không thay đổi được kết cục diệt vong. Đồ nói bậy, nhân loại chắc chắn thắng, ngay cả khi chúng ta không thể xua tan được lĩnh vực trường, hậu nhân của chúng ta chắc chắn có thể làm được. Sự vô ý của các ngươi bắt nguồn từ sự ngu dốt, ngu dốt lại khiến các ngươi trở nên ngu xuẩn nhìn xuống phía dưới ánh mắt của mê vụ chi chủ như đang nhìn mấy con sâu lúc này một tinh hạ thấp người tích tụ sức mạnh sau đó lại tung một cú đấm về phía bầu trời quy ác khủng khiếp tràn về phía bầu trời đánh tan một mảng sương mù lớn khuôn mặt trong sương mù cũng bị quyền phong cuốn vào mà trở nên méo mó ngươi rất mạnh là con người mạnh nhất mà ta từng gặp cho đến nay ngay cả khi ta muốn giết ngươi cũng phải tốn chút thủ đoạn nhưng gần đây ta cần giữ lại thực lực để làm những việc có ý nghĩa hơn ta cho ngươi thêm một cơ hội rời đi một tin không trả lời nắm chặt tay chính là câu trả lời tốt nhất thấy một tin lại tích tụ sức mạnh khuôn mặt sương mù trên bầu trời bật cười ngươi đúng là rất mạnh ta có thể cảm nhận được khí huyết tràn đầy trong cơ thể ngươi nhưng ngươi không thể bảo vệ được những người phía sau ngươi ta muốn họ chết chỉ trong nháy mắt ngươi dám một tinh lập tức gầm lên, đột nhiên tung một cú đấm về phía bầu trời. Lúc này, sương mù từ bốn phương tám hướng tràn về phía vị trí của họ, khuôn mặt sương mù cũng lúc này lao về phía một tinh. Khuôn mặt sương mù va chạm với quyền phong, trên không trung dằn co. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, những người tiếp xúc với sương mù, máu thịt bắt đầu nhanh chóng tan chảy. Lần sương mù bao phủ này kèm theo hiệu ứng ăn mòn cực mạnh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết các chiến sĩ phía sau liên tục ném ra lá chắn năng lượng gần đó để cố gắng ngăn chặn sương mù tiếp tục xâm lấn nhưng sức mạnh mà họ ngưng tụ trước sương mù không chịu nổi một đòn nhanh chóng bị tiêu tan sương mù nhanh chóng nuốt chửng từng bóng người thấy cảnh này một tinh trong lòng nóng như lửa đốt cô không sợ sương mù tiếp cận nhưng những chiến sĩ chiến đoàn phía sau thì rõ ràng không được nghĩ đến đây cô lập tức không còn ham chiến nữa lúc này chỉ muốn đưa tất cả bọn họ ra ngoài. Cô lập tức quay người về phía sau, một cú đấm đánh tan một mảng sương mù lớn, sau đó hét lớn, ta mở đường, theo ta đi. Nghe vậy, các chiến sĩ lần lượt đi theo. Nghe tiếng cười trên đỉnh đầu, mọi người bắt đầu di tản khẩn cấp. Lúc này, họ đều đã nhận ra, lĩnh vực trường tĩnh lặng căn bản không phải là lĩnh vực chiến đoàn cấp bậc của họ có thể công phá, ở lại đây chỉ là tự tìm đường chết. Lúc này, một tinh bay vòng quanh chiến đoàn chạy thật nhanh liên tục tung nắm đấm xua tan sương mù mở đường sống cho các chiến sĩ đội ngũ tiến lên nhanh chóng nhưng mê vụ chi chủ vẫn bám sát không buông sương mù bao phủ rất nhanh ngay cả khi một tinh chạy nhanh quanh chiến đoàn vẫn có thành viên bị sương mù nuốt chửng chớp mắt đã bị hút sạch máu thịt biến thành xác khô thấy cảnh này sát khí trong mắt một tinh càng lúc càng mạnh cảm xúc dao động dữ dội khiến mắt một tinh ánh lên màu tinh hồng gần như mất kiểm soát cô cố gắng kìm nén cảm xúc tiếp tục chạy bảo vệ đội ngũ tiến lên dưới sự bảo vệ của cô sau vài giờ chạy điên cuồng cuối cùng mọi người cũng vượt qua được rào chắn lĩnh vực ra đến bên ngoài lúc này đội ngũ đã mất gần một phần ba quân số đã lâu không rơi vào trạng thái mất kiểm soát mắt một tinh hoàn toàn bị màu tinh hồng bao phủ sau khi xác định mọi người đều an toàn Cô đột nhiên lao vào sương mù. Bây giờ cô rất cần giải phóng sức mạnh của mình. Nếu tiếp tục ở bên ngoài, mất kiểm soát hoàn toàn thì các chiến sĩ sẽ gặp nguy hiểm. Trong sương mù, một tinh gào thét, liên tục tung nắm đấm. Khuôn mặt sương mù âm thầm quan sát một tinh, không có ý định ra tay. Nhưng khi thấy trong sương mù liên tục có hồn ma bị giết, cuối cùng nó không thể nhịn được nữa, lại đến trước mặt một tinh bàn tay sương mù gần như ngưng tụ va chạm với nắm đấm của một tinh trong nháy mắt lĩnh vực trường như biến thành hai thế giới sương mù sau lưng một tinh đều bị gió mạnh thổi tan lúc này mắt một tinh lóe lên tia hung dữ trên cơ thể xuất hiện luồng khí màu ngọc bích từng bước tiến lên áp chế biển sương mù cuồn cuộn như sóng dữ cảm nhận được sức mạnh vô song của một tinh khuôn mặt sương mù tỏ ra vô cùng kinh ngạc nó phát hiện ra rằng mình vẫn đánh giá thấp sức mạnh của một tinh. Không cam lòng, nó tập hợp biển sương mù, cuối cùng hóa thành một thiếu niên tóc tím mắt tím. Khi nắm đấm lại va chạm, vết nứt không gian lóe lên bên cạnh họ, rào trắng bên ngoài lĩnh vực trường cũng rung chuyển theo. Lúc này, một tinh gầm lên một tiếng, đột nhiên túm lấy tóc của thiếu niên tóc tím, ném mạnh xuống đất, tiếp đó nắm đấm được bao phủ bởi luồng khí màu ngọc bích đột nhiên giáng xuống đất rung chuyển dữ dội thiếu niên tóc tím bị cú đấm này đánh chìm xuống lòng đất tiếp đó mặt đất nứt ra một tinh dùng hai tay xé toạt mặt đất lao về phía thiếu niên tóc tím nhận ra sức mạnh của mình không thể địch lại một tinh thiếu niên tóc tím dứt khoát né tránh xé toạt mặt đất từ bên hông chui ra sau đó bay lên trời một tinh vẫn tiếp tục truy đuổi như một mũi tên từ dưới đất bắn ra lao về phía thiếu niên tóc tím tốc độ của cô rất nhanh thiếu niên tóc tím không kịp phản ứng đã lại bị túng lấy tóc bị kéo xuống đất đập mạnh ầm lúc tiếp đất nắm đấm của một tinh đập mạnh vào mặt thiếu niên tóc tím lại một lần nữa bị đập xuống lòng đất cảm nhận được cơn đau trên mặt thiếu niên tóc tím dường như hoàn toàn nổi giận luồng khí màu xám tràn ra từ trong cơ thể hắn bao phủ lấy cơ thể hắn chui ra khỏi lòng đất cũng lao về phía một tinh trong những cú va chạm trực diện một tinh được luồng khí màu ngọc bích bảo vệ trên cơ thể không hề có vết thương nào ngược lại thiếu niên tóc tím đã đầy thương tích thậm chí ngực còn bị đánh lõm vào đối mặt với áp lực thể thuật của một tinh thiếu niên tóc tím lúc này hóa thành sương mù đột ngột lùi lại sau đó lại ngưng tụ cơ thể trong mắt hắn lóe lên ánh tím yêu dị nhìn thẳng vào một tinh vô số tiếng thì thầm vang lên trong đầu một tinh nhưng những pháp thuật mê hoặc tinh thần này trước cơn thịnh nộ của một tinh đều vô dụng, tự động được miễn trừ. Một tinh lại lần nữa áp sát tới. Nhận ra công kích tinh thần không có hiệu quả, thiếu niên tóc tím nhanh chóng vẽ quỷ tích pháp thuật, không gian xung quanh một tinh đột nhiên bị xé toạc, hình thành một lồng giam không gian bên cạnh cô. Tiếp đó, vô số mũi sương hình thành trong không gian giam cầm, đâm vào cơ thể một tinh. Một tinh hoàn toàn không để ý, luồng khí màu ngọc bích trên cơ thể cô chính là lớp phòng ngự không thể phá vỡ cô liên tục đấm vào vết nứt không gian đấm đến mức cả đất trời như rung chuyển một tinh mất kiểm soát hoàn toàn giống như một con quái thú thời tiền sử không gì địch nổi không gì cản được cùng với luồng khí màu ngọc bích liên tục tràn ra từ trong cơ thể sau lưng cô mơ hồ hiện lên bóng dáng một con quái thú hung dữ tỏa ra uy áp vô tận khinh thường vạn vật tiếp đó một tinh thậm chí còn đưa tay ra khỏi vết nứt không gian. Sức mạnh không gian có thể xé toạc mọi thứ nhưng lại không thể làm tổn hại đến cơ thể cô chút nào. Cô dùng một cách vô cùng thô bạo, thân thể ngang dọc hư không từng bước đi ra khỏi lồng giam không gian. Thấy cảnh này, trên mặt thiếu niên tóc tím hiện lên vẻ kinh hoàng. Lúc này, hắn đã nhận thức rõ về sức mạnh thể chất của một tinh, cũng nhận ra rằng mình không thể là đối thủ của cô cuộc chiến với một tinh thậm chí còn khiến hắn cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng. Hắn lập tức nảy sinh ý định bỏ trốn khỏi nơi này. Không chút do dự, hắn dứt khoát hóa thành sương mù lao về phía bầu trời. Nhưng một tinh trong trạng thái thịnh nộ không cho hắn cơ hội, đột nhiên há to miệng, hít mạnh về phía bầu trời. Ảo ảnh con quái thú sau lưng cô cũng há to miệng tham lam về phía bầu trời. Sương mù trên bầu trời lập tức tụ về phía miệng một tinh, giống như có một lực kéo vô hình đang kéo sương mù vào miệng một tinh. Trước nguy cơ sống còn, sương mù dùng toàn lực thẩm thấu ra ngoài lĩnh vực trường. Nhưng vẫn có một lượng lớn sương mù bị lực hút kéo vào miệng một tinh, cuối cùng chỉ có một phần ba sương mù từ trên trời xuyên qua rào chắn lĩnh vực mà thoát ra được. Lúc này, một tinh vẫn chưa giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực liên tục xuất hiện, đột nhiên nắm chặt tay đấm xuống đất. Cú đấm này còn khủng khiếp hơn cả trước đây cả lĩnh vực trường tĩnh lặng đều rung chuyển theo. tiếp đó một vết nứt lấy khu vực cô đứng làm tâm nhanh chóng lan ra xung quanh. sau đó cô tung ra cú đấm thứ hai, thứ ba. dưới thế công cuồng bạo của cô, không gian tinh thể ở khu vực trung tâm lĩnh vực trường này trở nên nhấp nháy không ổn định, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. một cú đấm nữa giáng xuống, mặt đất đã hình thành một hố khổng lồ đường kính vạn mét lại tiếp tục rung chuyển. cùng với tiếng gầm thét của con quái thú sau lưng một tinh lĩnh vực trường này không thể chống đỡ được nữa, tinh thể không gian bên trong lập tức vỡ vụn thành tro bụi. Màn trắng của lĩnh vực trường tĩnh lặng tan biến. Cách các chiến đoàn lĩnh vực chinh phục lĩnh vực trường, từ trước đến nay đều lấy việc đập vỡ tinh thể không gian bên trong lĩnh vực trường làm mục tiêu chính. Nhưng lần này, một tinh lại trút sức mạnh vào toàn bộ lĩnh vực trường, dùng một cách vô cùng bạo lực để làm rung chuyển toàn bộ lĩnh vực trường, cuối cùng mới là tinh thể không gian vỡ vụn khi sức mạnh trút hết đôi mắt một tinh dần dần trở nên tỉnh táo nhìn hố trời khổng lồ hình thành xung quanh cô hít một hơi thật sâu nắm chặt đôi tay đang run rẩy trong mắt cô thậm chí còn hiện lên một tia sợ hãi cô cũng nhận ra rằng sau này phải nhanh chóng rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc nếu không sẽ có thể gây ra hậu quả không thể cứu vãn sau khi điều chỉnh cảm xúc sự hung dữ trong lòng cô đã biến mất cô cũng quay người đi về phía nam nơi các thành viên trong đội đang ở lúc này trong một khu rừng tuyết ở phía bắc lĩnh vực trường tĩnh lặng một thiếu niên tóc tím không người nằm trên mặt đất trên người đầy thương tích liên tục có những luồng sương mù màu xám rò rỉ ra khỏi cơ thể hắn đôi môi tái nhợt khiến hắn trông vô cùng yếu ớt như thể có thể chết bất cứ lúc nào cụ cụ hắn há miệng phun ra hai luồng sương mù hơi thở của sự sống lúc này suy yếu nhanh chóng nhưng ham muốn sống mãnh liệt đã níu giữ mạng sống của hắn nhận ra nguồn sống của mình sắp tiêu tan trong mắt hắn hiện lên một tia hối hận và điên cuồng đôi tay lúc này đâm vào đất nắm chặt đất trong cổ họng phát ra tiếng gầm thấp dường như vẫn muốn chống lại cái chết nhưng sự suy yếu của hơi thở sự sống đã không thể ngăn cản bây giờ lĩnh vực trường đã bị phá vỡ thế giới mất đi một phần quy tắc hòa hợp với hắn cộng thêm việc chiến đấu với một tinh đã làm tổn thương nguồn sống của hắn, khiến hắn khó có thể chống đỡ thêm được nữa. Sống tiếp Sống tiếp, sự khao khát vô hạn đối với sự sống khiến hắn vùng vẫy níu kéo hơi thở cuối cùng, không muốn chấp nhận cái chết ập đến. Nhưng ý thức của hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ, tan rã theo sự trôi đi của sức sống. Lúc này, hắn như thấy những người trong tộc mình đang đứng không xa nhìn hắn, trên khuôn mặt họ có sự tiếc nuối, tức giận, đau buồn. Thủ lĩnh, ngươi đã nói sẽ hồi sinh tất cả chúng ta, chúng ta đã mở ra con đường hy vọng cho ngươi nhưng ngươi lại phản bội lời hứa. Thủ lĩnh, tại sao lại vứt bỏ chúng ta? Cho ta tiếp tục sống, nút đủ khí huyết để ngưng tụ thân xác của chúng ta, hồi sinh tất cả chúng ta. Anh trai, em còn muốn sống nhưng vì anh em sẵn sàng chết, đừng để em thất vọng. Thế giới đó có phép màu, mỗi phép màu đều có sức mạnh thay đổi số phận, hãy đi tìm chúng thực hiện ước mơ thành thần của ngươi ngươi không xứng đáng làm thủ lĩnh này ngươi nói muốn cướp đoạt cơ duyên ở thế giới khác để mở ra một thế giới mới cho chúng ta ngươi đã làm được chưa ngươi là thiên tài chưa từng có của bộ tộc ta có thiên phú đủ để sánh ngang với thần tử của các bộ tộc hùng mạnh hôm nay ta sẽ truyền ngôi thủ lĩnh cho ngươi mong ngươi có thể lãnh đạo bộ tộc ta trỗi dậy đừng để ta thất vọng nhiều loại âm thanh đang xen trong đầu hắn nhưng vì cơ thể không tương thích với thế giới, nguồn sống màu xám trong cơ thể hắn vẫn không ngừng trôi đi. Nhưng lúc này, thiếu niên tóc tím đột nhiên mở mắt. Ta muốn sống, tiếp theo, hắn bắt đầu cố gắng tương thích với thế giới này, thậm chí lựa chọn tự cắt đứt nguồn sống rồi ngưng tụ lại, để tạo ra một nguồn sống thích ứng để thích nghi với quy tắc của thế giới này. Dùng cái chết để nghịch thiên cải mệnh, từ đó phá vỡ cục diện bế tắc. Trong lúc giải dụa, Đôi mắt của thiếu niên tóc tím bị màu xám bao phủ, ngã xuống đất dần mất đi sinh khí. Không biết bao lâu trôi qua, thân thể của thiếu niên tóc tím đã bị tuyết lớn phủ kín, chung vùi hoàn toàn. Ngay lúc này, một bàn tay thò ra từ trong tuyết. Tiếp theo, tuyết lớn phủ trên cơ thể hắn tan ra, thiếu niên tóc tím từ trong đó bay ra. Lúc này, đôi mắt của hắn đã trở lại màu tím, hắn đã thành công nghịch thiên cải mệnh có được một cuộc sống mới và một nguồn sống mới có thể hòa nhập với quy tắc của thế giới này. Nhưng lúc này, hắn vẫn rất yếu ớt, thực lực so với trước khi chiến đấu với một tinh đã giảm đi quá nữa, trong cơ thể còn đầy những vết nứt thương tích. Vung tay, vô số hồn ma xuất hiện từ trong cơ thể hắn, bao quanh xung quanh. Rất nhanh, toàn bộ bầu trời đều bị hồn ma bao phủ. Nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, trong mắt hắn hiện lên một tia kiên định, sau đó hắn lại hút hồn ma trở lại cơ thể nhìn về hướng vùng đất của bộ tộc sụp đổ vẻ mặt hắn lạnh lùng sự việc đã đến nước này hắn biết kế hoạch của mình phải thay đổi hoàn toàn hắn vốn định lấy lĩnh vực trường vùng đất của bộ tộc làm trung tâm học theo những bộ tộc hùng mạnh không ngừng mở rộng lĩnh vực trường bao phủ diện tích lớn hơn trên đường đi nuốt chửng sinh mạng hấp thụ khí huyết chuẩn bị cho việc hồi sinh tộc nhân nhưng bây giờ lĩnh vực trường vùng đất của bộ tộc đã sụp đổ hắn cũng hiểu rằng con đường này với năng lực của mình căn bản không thể đi thông trong lúc suy nghĩ hắn nhìn về phương nam trong lòng hiện lên một kế hoạch mới đã không còn vùng đất của bộ tộc vậy thì bắt đầu lại đi tạo ra một tương lai mới nghĩ đến đây thân hình hắn lơ lửng trên không trung hóa thành một đoàn sương mù bay về phía nam lịch sử lúc này đã vạch ra một quỹ đạo tương tự như nhiều dòng thời gian mang theo Hoài Bảo lớn muốn lấy vùng đất của bộ tộc làm trung tâm để nuốt chửng toàn bộ thế giới, mê vụ chi chủ khi lĩnh vực trường vùng đất của bộ tộc hoàn toàn hòa nhập với thế giới có thể tiến hành mở rộng, đã gặp phải chiến binh mới vào nghề trong lĩnh vực, Một Tinh. Một người là thiên tài mạnh nhất trong lịch sử của bộ tộc. Một người là đại ma vương trong lịch sử có chiến lực ngang dọc thời đại này. Trận chiến này, một Tinh đã giành chiến thắng với ưu thế tuyệt đối. Mê Vũ Chi chủ từ trong cái chết dãy dụa sống lại, từ đó số mệnh bị lệch khỏi quỷ đạo, hiểu rằng con đường này với năng lực của mình căn bản không thể đi thông, từ đó từ bỏ ý định mở rộng lĩnh vực trường vùng đất của bộ tộc để chiếm cứ thiên hạ. Về sau, quỷ đạo số mệnh của hắn chắc chắn sẽ giao nhau với Lâm Nhiễm. Một kế hoạch bố trí ngàn năm, hồi sinh tộc nhân cũng sẽ ra đời vào một ngày nào đó trong tương lai. Viện nghiên cứu tinh hồng Phòng rèn luyện thể chất có kích thước bằng sân bóng đá được chia thành nhiều khu vực. Có khu vực rèn luyện sức mạnh, khu vực rèn luyện né tránh, khu vực rèn luyện chống chịu đòn đánh, vân vân. Lúc này, một bóng người nhanh chóng di chuyển trong ma trận của khu vực né tránh, nhanh chóng né tránh những tia sáng màu xanh lá cây bắn tới từ bốn phương tám hướng. Mồ hôi chảy dọc theo cơ thể, làm ướt mặt đất. Kết quả bài kiểm tra lần này, số lần bị trúng: 3, điểm đánh giá 97 đèn trong ma trận tối xuống cửa kính cũng từ từ mở ra vào lúc này đứng tại chỗ thở dốc một lúc phong kỳ bước ra khỏi ma trận né tránh tiếp theo hắn bước vào phòng tắm của phòng tập rửa sạch mồ hôi sau đó thay một bộ võ phục đặc chế của tinh hồng rồi đi đến một góc của phòng rèn luyện thể chất nơi đó đặt một chiếc máy tính kết nối với cơ sở dữ liệu của tinh hồng chiếc máy tính này có quyền hạn cao nhất của viện nghiên cứu tinh hồng có thể xem mọi tài liệu bên trong Đồng thời cũng có thể sử dụng quyền hạn của Viện Nghiên cứu Tinh Hồng để xem tài liệu bên ngoài. Ví dụ, nếu hắn muốn xem thông tin về một nhân vật nào đó, hắn có thể nhập tên mục tiêu vào máy tính này, sau đó trích xuất thông tin đầy đủ về 18 đời tổ tiên của mục tiêu từ cơ sở dữ liệu, cũng như tất cả các sự kiện đã được ghi lại. Bao gồm nhiều thông tin về quyền hạn không được công khai cho người thường, hắn cũng có thể dễ dàng trích xuất nghĩ đến việc ban đầu đăng bài trên diễn đàn đã bị xác định vị trí chính xác từ đó dẫn đến việc bị sát thủ truy đuổi hắn hiểu sâu sắc một điều những kẻ có quyền hạn thực sự có thể tùy ý làm theo ý mình muốn làm gì thì làm hắn cũng thường xuyên sử dụng máy tính này để tìm hiểu thông tin bên ngoài đặc biệt là những tin tức liên quan đến một tin lúc này hắn đến trước bàn máy tính đánh thức màn hình rồi bắt đầu xem tin tức mới nhất lướt xem tài liệu trên khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười. Hắn thấy rằng gần đây đã xảy ra một sự kiện lớn tại khu vực tiếp tế lãnh đông, một lĩnh vực trường im ắng trong hơn 10 năm đã bị xóa tan. Chỉ như vậy, hắn không thấy ngạc nhiên. Nhưng lĩnh vực trường này lại do một mình một tinh xóa tan. Thấy một tinh cuối cùng cũng bắt đầu trỗi dậy, hắn thực sự vui mừng cho cô, cũng mong chờ được gặp lại cô trong tương lai. Lần xóa tan lĩnh vực trường tĩnh lặng này, một tinh nhất thời nổi tiếng trở thành tân binh tiền tuyến được săn đón, cũng kiếm được rất nhiều điểm đóng góp cho chiến đoàn của mình. Nhưng do dữ liệu liên quan đến lĩnh vực trường tĩnh lặng quá ít, không có cấp độ đánh giá độ khó rõ ràng. Thêm vào đó, một tin đã ra tay tàn bạo phá hủy mọi thứ trong lĩnh vực trường tĩnh lặng, khiến cho việc thu thập dữ liệu sau đó cũng không thể theo kịp. Xóa tan lĩnh vực trường tĩnh lặng cuối cùng nên cho chiến đoàn bày sói tuyết bao nhiêu điểm danh dự, hiện tại ban lãnh đạo chiến đoàn vẫn đang thảo luận chỉ tạm thời nâng cấp chiến đoàn bầy sói tuyết lên thành chiến đoàn lĩnh vực cấp b các bước tiếp theo vẫn chưa xác định lật xem hồ sơ tài liệu nội bộ tiếp tục xem vẻ mặt của phong kỳ dần trở nên nghiêm trọng trong hồ sơ tài liệu có một nhà phân tích của chiến đoàn bầy sói tuyết trình bày chi tiết về tình hình liên quan đến lĩnh vực trường tĩnh lặng trong số đó một số từ khóa đã thu hút sự chú ý của hắn sương mù màu xám hấp thụ khí huyết hồn ma khuôn mặt sương mù những từ khóa này kết hợp lại với nhau trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một bóng hình tóc tím quen thuộc đây chẳng phải là mê vụ chi chủ sao vì vậy lĩnh vực trường của mê vụ chi chủ đã bị một tin đánh sập nghĩ đến đây vẻ mặt hắn trở nên có chút ngơ ngác trong lúc suy nghĩ một dòng thời gian hiện ra trong đầu hắn kết nối nhiều thông tin tình báo hiện có đồng thời lấp đầy nhiều khoảng trống trong dòng thời gian này gần đây hắn vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề tại sao viện nghiên cứu hổ phách lại từ chối lâm nhiễm gia nhập nhóm nghiên cứu công pháp nếu viện nghiên cứu hổ phách hiện đã bị mê vụ chi chủ kiểm soát thì khi đối mặt với lời mời này lẽ ra họ nên dứt khoát đồng ý mới phải với tầm ảnh hưởng hiện tại của lâm nhiễm hoàn toàn có thể thử ra mắt hiến tế huyết nhục